Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Sakat. Thay mặt thầy Sakat cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Chính vì vậy mà trong tháng 8, tuổi Quý Dậu 1993 cũng có những đột phá về thành công trong công việc, cũng như trong sự nghiệp và kinh doanh. Tháng 8, do được quý nhân mang đến vận may tài lộc, con giáp này có thể nhận được nhiều lời khen thưởng trong công việc và cũng có thêm nhiều cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng, nhưng dù bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nắm được vận may của mình trong tháng 8 âm lịch, những người tuổi Quý Dậu phất lên như diều gặp gió, không có gì có thể cản được thành công của họ. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi video phân tích tử vi của những người tuổi Quý Dậu trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Dậu sinh 1993 có mệnh kiếm phong kim, tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai mà tay quay thì miệng trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng cần phải nỗ lực rất nhiều mới có được. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay, có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo bần tiện. Là bạn hàng của họ thì thấy hợp đồng nhanh và được ký kết. Là khách hàng của họ thì thấy bán buôn hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, việc kinh doanh đến từ một cách tự nhiên, tình cờ như ăn cơm uống nước, chẳng mấy đã thành bản năng hay một thói quen thường ngày. Xem tử vi tuổi Quý Dậu tháng 8 âm lịch, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng về tiền bạc. Trong tháng này, gia chủ có cơ hội đi xa, thậm chí xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp được người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển kinh. Mở ra nhiều cơ hội làm ăn và phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút, trí nhớ kém. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp kỳ âm thổ nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp, người tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với con người và công việc. Con giáp này có năng lực, lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái sao cho thêm nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước nữa. Trong tháng, người tuổi Quý Dậu có thể giải quyết được một vài vấn đề còn bỏ ngỏ trong khoảng thời gian từ trước đó. Bản mệnh có cơ hội thay đổi suy nghĩ, có tinh thần tích cực hơn khi đối diện với khó khăn. Vậy nên dù có gặp những chuyện bất ngờ, khó giải quyết, bạn cũng không rơi vào tình trạng bị động thường xuyên như trước đó nữa. Nếu cố gắng hết sức mình, bạn có nhiều cơ hội được thăng chức, tăng lương, nhận được sự tin tưởng của người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp cùng cơ quan. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là ngạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Sakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Sakat trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Sang tháng 8 năm 2022 âm lịch, tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, bạn có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai.
người làm công ăn lương có thể có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Bạn có thể gặp phải một vài đối tượng không đáng tin cậy, vì vậy chớ nên nóng vội làm giàu mà đưa ra những quyết định nông nổi, thiếu chính xác, kẻo bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân tị dậu sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe bị tác động dưới sự ảnh hưởng của hung tinh, vì thế cần đề phòng bị thương gân cốt, cẩn thận khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn hoặc lao động chân tay, lao động với máy móc. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Hơn nữa, bạn không nên bắt cơ thể lao động quá sức, dễ dẫn đến những tổn hại không báo trước, vừa hại thân vừa tốn kém tiền bạc. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Các gia chủ tuổi Quý Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Những người đã lập gia đình không gặp phải vấn đề gì quá lớn trong chuyện tình cảm, dù đôi khi hai người vẫn tranh cãi, mâu thuẫn với nhau, nhưng sau mỗi lần hàn gắn, đôi bên lại càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Đối với người độc thân thì nữ mệnh đào hoa hơn nam mệnh, nếu mở rộng các mối quan hệ, cởi mở hơn trong giao tiếp, gia chủ có thể tìm được người thích hợp với mình, tình duyên có phần hanh thông hơn trước. Nam mệnh còn rụt rè, nhút nhát nên khá bị động, cần thay đổi mặt tính cách này thì mới mong kết đôi được với người mình yêu mến. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là Đại Dịch Thổ, tháng Dậu Lục Hợp Thìn, Tam Hợp Sửu và Tị Thành Kim Cục. Xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Quý Dậu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu.
họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Dậu trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống, mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.